Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay với phần môn tập làm văn tuần 25 với tựa bài Đáp lời đồng ý, quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Qua bài học này, chúng ta cần nắm vững các mục tiêu sau. Thứ nhất, biết đáp lời đồng ý trong giao tiếp thông thường. Thứ hai, quan sát tranh một cảnh biển, lời đúng các câu hỏi về cảnh trong tranh. Bây giờ, chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, đáp lời đồng ý. Bài 1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau. Sau đây cô có một tình huống. Trong giờ học, hai bạn đang ngồi học. Hôm nay, trong giờ học, bạn Nam quên mất cục tẩy hay còn gọi là cục gom và Nam đã hỏi mượn và nói như sau. Hương, cho tớ mượn cái tẩy nhé. Hương trả lời, ừ. Vậy thì theo các em, sau tiếng ừ của Hương thì Nam sẽ đáp lại như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang tình huống B. Trong tình huống thứ hai có hai nhân vật. Người anh rất muốn chơi tàu thủy của em nên đã hỏi mượn như sau. Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé. Và người em vui vẻ trả lời. Vâng. Vậy sao tiếng vâng của người em thì anh sẽ đáp lại như thế nào? Các em tiếp tục suy nghĩ lời đáp trong hai tình huống trên nhé. Sau đây, cô và các em cùng viết lời đáp ở tình huống thứ nhất nhé. Sau tiếng ừ của bạn Hương, Nam có thể đáp như sau. Mình cảm ơn bạn rất nhiều. Hoặc, mình cảm ơn bạn nhé. Theo các con, lời nói của bạn Nam cần nói như thế nào? À, lời nói của bạn Nam biểu lộ sự biết ơn vì được Hương giúp đỡ. Ngoài những câu cô nêu trên, còn có rất nhiều cách đáp lại lời đáp. Các em hãy suy nghĩ cách đáp khác và làm tiếp vào trong tình huống thứ nhất nhé. Các em sẽ làm tiếp tình huống thứ hai. Tùy theo tình huống mà chúng ta đáp lại lời đáp sao cho thích hợp nhé các em. Qua hai tình huống trên thì các em thấy rằng khi được người khác cho phép hoặc đồng ý, chúng ta phải đáp lại bằng lời cảm ơn thật chân thành. Khi đáp lại lời đồng ý, ta cần đáp với thái độ vui vẻ, nhã nhặn và lịch sự. Sau đây, chúng ta cùng thư giãn với một đoạn nhạc. Các em hãy lắng nghe và đoán xem đây là âm thanh gì nhé. Em đã nghe được âm thanh gì? À, đó chính là tiếng sóng biển. Vậy các em có bao giờ ngắm cảnh biển chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau sang bài 2 để cùng nhìn ngắm cảnh biển nhé. Bài 2. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. A. Tranh vẽ cảnh gì? B. Sóng biển như thế nào? C. Trên mặt biển có những gì? D. Trên bầu trời có những gì? Để trả lời cho còn những câu hỏi trên, bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn ngắm một bức tranh nhé. Sau đây cô có một bức tranh. Các con cho cô biết tranh vẽ cảnh gì? À, thật quá dễ đúng không nào?
Sau đây, cô có một số gợi ý. Tranh vẽ cảnh biển. Hoặc bạn nào quan sát kỹ hơn thì các em có thể thêm cho cô một chi tiết nữa, đó là tranh vẽ cảnh biển vào buổi sáng. Chúng ta có thể trả lời tranh vẽ cảnh biển khi mặt trời mới mọc. Và còn có cách khác nữa như là bình minh lên, cảnh biển thật là đẹp. Các em thấy chỉ với một câu hỏi ngắn mà chúng ta có thể sử dụng nhiều từ ngữ để diễn đạt, diễn tả câu trả lời của mình cho rõ ràng. Và còn có rất nhiều cách khác nữa để diễn tả cảnh của bức tranh. Các em hãy cho cô biết khi mặt trời lên vào buổi sáng, chúng ta thường gọi đó là gì? À, đó chính là bình minh. Bây giờ cô và các em cùng xem cảnh biển lúc bình minh nhé. Tùy theo thời gian mà bầu trời có những màu sắc khác nhau. Các em thấy lúc này mặt trời vừa mới nhô lên nên bầu trời sẽ hơi tối. Còn khi bầu trời đã nhô lên cao một chút thì quang cảnh bầu trời sẽ sáng hơn. Cũng với bức tranh này, các em hãy cho cô biết sóng biển như thế nào. Để trả lời cho câu hỏi, các em lưu ý chúng ta phải trả lời tròn câu. Sau đây là một vài gợi ý của cô. Sóng biển nhấp nhô trên mặt biển xanh. Ở đây vì sao cô dùng từ nhấp nhô? À, vì sóng lúc thì lên cao, lúc thì xuống thấp nên cô sử dụng từ nhấp nhô. Hoặc cô có gợi ý khác. Sóng biển lăng tăng nối đuôi nhau chạy vào bờ. Hoặc những con sóng bạc đầu rượt đuổi nhau trên mặt biển. À, các em có thể tưởng tượng những con sóng chính là các bạn nhỏ đang chơi rượt đuổi nhau đấy các em. Và trong ba cách trả lời cô vừa giới thiệu thì chúng ta cảm nhận được những con sóng rất dễ thương đúng không nào? Khi trả lời trong bài tập làm văn, các em cố gắng sử dụng nhiều từ ngữ để diễn tả những hình ảnh, màu sắc hoặc các em liên tưởng đến một hình ảnh nào đó để mình đưa vào trong bài tập làm văn thì câu trả lời hoặc câu văn sẽ mềm mại hơn. Và cũng còn nhiều cách diễn tả cảnh biển đúng không nào? Bây giờ các con cùng xem một đoạn phim ngắn về sóng biển nhé! Ở gần là một con sóng, phía sau cũng có một con sóng nữa. Và khi xô vào bờ, sóng biển tung lên bọt biển và có màu trắng xóa, đúng không các em? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang câu C. Trên mặt biển có những gì? À, các em nhìn vào tranh thì các em thấy gì trên mặt biển? Thì chúng ta sẽ viết ra. Đồng thời chúng ta có thể sử dụng nhiều từ ngữ để câu trả lời của mình hay hơn, chi tiết hơn nhé. Các em thấy trên mặt biển có những chiếc thuyền và những cánh buồm được dương rộng ra đúng không nè? Khi quan sát các em lưu ý chúng ta quan sát từ gần đến xa. Khi nhìn gần đó là chiếc thuyền được vẽ to với cánh buồm rộng. Và nhìn xa dần thì có những chiếc thuyền được vẽ nhỏ dần lại. Và sau đây là một số gợi ý của cô. Trên mặt biển, những chiếc thuyền đang căng bồm ra khơi đánh bắt cá. Hoặc phía xa xa, những cánh buồm trông như những cánh bướm nhiều màu sắc
đang bay lượn giữa trời xanh. Rõ ràng các em thấy rằng khi chúng ta trả lời câu hỏi thì khi sử dụng nhiều từ ngữ để diễn đạt, diễn tả thì câu văn của mình nó sẽ mềm mại và hay hơn, đúng không nào? Sau đây chúng ta cùng nhau sang câu D nhé. Trên bầu trời có những gì? À, các con nhìn vào tranh thì các con thấy trên bầu trời có những đám mây, đúng không nào? Ngoài những đám mây thì các con còn có nhìn thấy gì nữa hay không? À, đúng rồi, đó là các chú chim hải âu. Và thêm đó là ông mặt trời đỏ rực nè. Vậy để sàn trả lời tròn câu, sau đây cô có một vài gợi ý như sau. Mặt trời đang từ từ nhô lên, những đám mây màu tím nhạt đang bồng bềnh trôi, từng đàn hải âu bay về phía chân trời. Hoặc cô còn có cách trả lời khác như: trên nền trời xanh thẳm, những áng mây bồng bềnh trôi, thấp thoáng từng đàn hải âu đang trao lượn. Dựa vào những gì mà cô gợi ý, các em hãy suy nghĩ và viết câu trả lời của mình vào trong phiếu bài tập nhé. Em thấy ở gần là một con sóng, phía sau cũng có một con sóng nữa. Và khi xô vào bờ, sóng biển tung lên bọt biển và có màu trắng xóa. Sau đây, cô xin giới thiệu một số cảnh biển đẹp của nước ta. Đây là biển Nha Trang. Các em thấy rất là đẹp đúng không nào? Còn đây là biển Phú Quốc. Đây là bãi Thùy Vân ở Vũng Tàu. Các con thấy biển của nước ta có đẹp không nào? Có bao nhiêu bạn thích biển như cô? À, vậy để có thể chiêm ngưỡng được những vẻ đẹp của biển, chúng ta cần làm gì để bảo vệ biển xanh? Các con ơi, nếu được ông bà ba mẹ đưa các con ra biển chơi thì chúng ta không được xả rác bừa bãi ra môi trường biển nè, không xả nước thải xuống biển và còn nhiều việc khác nữa. Các em hãy cùng cô tuyên truyền và bảo vệ cảnh biển nhé. Cô có một vài dặn dò gửi đến các con. Thứ nhất, các con hãy viết câu lời đáp và trả lời các câu hỏi trong phiếu bài tập. Chú ý viết câu đủ ý, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Ngoài ra, các em có thể vẽ thêm một bức tranh về cảnh biển mà mình thích nữa nhé. Buổi học đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.